Quý khách hàng của nhà tốt đang tìm những căn nhà mà diện tích rộng, giá rẻ chỉ hơn 1 tỷ thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Với cái thiết kế của ngôi nhà này, diện tích 43m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, ngõ trước nhà thực tế rất là rộng, cách với 50m là ra tới đường ô tô. Vị trí của ngôi nhà nằm trong khu dân cư đông đúc, gần với khu đô thị Đô Nghĩa giáp với địa phận Hoài Đức và Hà Đông, cụ thể thuộc Đại Thành, Quốc Oai. Và hai căn nhà này hai cuốn sổ đỏ khác nhau, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Nhà thì xây mới, vừa mới hoàn thiện xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, giá bán rất là rẻ. Phần giá bán Ngọc Ánh sẽ để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Và tất nhiên cái giá bán đấy thì bao gồm cả nhà và đất, 3 tầng xây mới, sổ sách chuẩn chỉnh, giá rẻ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mọi người cứ yên tâm rằng tất cả những căn nhà tốt quay và review cho quý vị 100% là sổ sách chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với quý vị nào mà có nhu cầu vay vốn. Và hiện tại thời điểm này thì lãi suất vay vốn ngân hàng rất là hợp lý và cái thời gian vay mua nhà là thời gian được vay dài hạn nhất, cho nên quý vị đừng bỏ lỡ thời điểm vàng này để có thể chọn lựa mua được những căn nhà ưng ý giá rẻ nhất tại thời điểm này. Và vào cái vị trí nhà thì ở đây có hai căn, diện tích 43m, hướng nhà là hướng đông bắc, mặt tiền của ngôi nhà 3m3 đến 3m4, chiều sâu được 13 đến 14m, sổ sách chuẩn chỉnh, có sao thì em review cho quý vị như vậy. Với cái cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp, thiết kế rộng nên là ngôi nhà thiết kế với cái diện tích rộng cho nên thiết kế rất là hài hòa, công năng sử dụng rất là ok dành cho một ngôi nhà 3 tầng giá rẻ. Và cái ngôi nhà này thì sẽ phù hợp với vị trí đi làm ở đâu ạ? Đi làm ở Hà Đông này, đi làm ở Hoài Đức này, đi làm ở theo cái trục đường cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi lên tới Nguyễn Xiển ấy mọi người thì nó sẽ phạm vi bán kính khoảng tầm 12 đến 13 km. Không khuyến khích khách hàng ở tận Gia Lâm, Long Biên hay là Hoàng Mai đi sang đây thì nó hơi xa. Cho nên Ngọc Ánh có như thế nào thì review cho quý vị như vậy. Cung đường đi làm ở đâu là hợp lý thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em để em có thể gửi định vị này, gửi Google Maps để mọi người có thể cân đo đong đếm quãng đường. Và cái quan trọng nhất đó là cân đo tầm tài chính xem nó có phù hợp với mình và cái cung đường đi lại hay không. Đây là phần tầng 1 phòng khách của ngôi nhà, với phần hoàn thiện cơ bản là xong 100% rồi. 100% rồi, quý vị có thể xách vali về và ở ngay trong ngày. Với phần phòng khách thiết kế tương đối là hợp lý, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Với cái phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, ngôi nhà này thì xong hết rồi mọi người ạ. Đó, phần phòng khách tương đối là thoáng, ngăn cách giữa phần cầu thang phòng khách là một vách lam gỗ để chắn cái phần cầu thang ra cửa chính thưa quý vị. Nói chung nhà có như thế nào thì mọi người xem em review rất là chi tiết cụ thể, cho nên mọi người đừng kéo cái phần bỏ qua nhá. Cố gắng chỉ có mất mấy phút của mọi người thôi là mọi người có thể biết rằng là ngôi nhà này thiết kế như thế có hợp lý với mình, với cái tiêu chí của mình đề ra hay không. Đây là phần không gian phòng bếp. Và căn nhà này thì cái ưu điểm tiếp theo, thoáng trước, thoáng sau. Thoáng sau đây là gì? Là đây ạ. Đây là chính là phần thoáng sau của ngôi nhà. Phần lưu không ở đằng sau quý vị có thể sử dụng của nó hợp lý. Toàn bộ đất là thể hiện trên sổ đỏ nha mọi người. Và với cái ngôi nhà đây thì có thể nhìn thực tế cả hai căn đều có thoáng trước, thoáng sau. Sau này quý vị có thể thiết kế ở đây cho Ngọc Ánh một cái mái nhựa ở đây để lấy sáng và ở đây chế biến đồ tươi sống, mọi cái rất là hợp lý, sạch sẽ. Có cửa riêng đây này mọi người này, cửa không gian phòng bếp. Nếu như cái cửa này mà hút gió về đằng trước kia, cửa chính ra thì rất là thoáng, mùa hè rất là mát. Đây là phần không gian phòng bếp rất là rộng thưa quý vị, với phần tủ bếp hoàn thiện thiết kế cho quý vị hết đầy đủ hết rồi. Tủ bếp thiết kế ở đây là tủ gỗ, lắp đặt ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị đây. Hút mùi, cái hệ thống hút mùi đều đã được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Tủ bếp thiết kế ở đây lên tới tận trần, rất là đẹp. Đây nha mọi người nha, đó, ở dưới. Mặt bếp thì ốp đá granite, chậu rửa vòi rửa chất liệu inox 304, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết cho quý vị. Trong phần không gian phòng bếp này đứng ra phần phòng khách rất là rộng. Khoảng không ở đây mọi người có thể để cho Ngọc Ánh một tủ lạnh side by side. Siêu rộng luôn mọi người ạ. Đấy. Mỗi nhà có một cái ưu điểm, một cái nhược điểm. Mỗi một nhà của một chủ đầu tư khác nhau thì thiết kế và xây dựng nó không thể giống nhau. Bởi vì sao? Mỗi một khổ đất hình thành lên là một ngôi nhà
có nhà vuông, có nhà hơi chéo, có nhà vát, có nhà nói chung là tùy theo khổ đất mọi người ạ. Và có khổ đất như thế nào thì chủ nhà thiết kế và xây dựng đáp ứng làm sao cái công năng tối ưu cho một hộ gia đình. Đây là phần toàn bộ phòng bếp thì chủ đầu tư cũng thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, phần sơn. Đây, sơn màu trắng. Nhà này thì nhà mới tinh, vừa mới hoàn thiện xong mọi người ạ. Ngoài ra, tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tay vịn của trụ cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 3, thiết kế toàn bộ là gỗ mọi người ạ. Mặt bậc cầu thang thiết kế là đá đen cổ trắng. Với một ngôi nhà mà giá rẻ chưa đến 2 tỷ mà cả nhà và đất lại còn diện tích rộng, xây dựng hoàn thiện, có nhà về ở luôn thì mọi người đừng bỏ lỡ nhé. Bởi vì tại thời điểm này giá đang rất là hợp lý rồi. Mời quý vị theo chân ngói lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Tầng 1 thì Ngọc Ánh review rất là kỹ càng cho quý vị. Vậy thì tầng 2 thiết kế ra làm sao? Tầng 2, đây là phần cầu thang ở giữa, phòng vệ sinh ở giữa hai phòng ngủ và hai phòng ngủ hai bên. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ. Cửa sổ thiết kế hai lớp rất là chỉn chu, chắc chắn. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Gạch lăn nền cũng như màu sơn đồng nhất. Và cửa thông phòng thì thiết kế ở đây là cửa gỗ. Đây. Và phòng ngủ thì rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Nó vuông cho nên mới dễ kê đồ mọi người ạ. Nếu như nó hơi chéo một chút thì phải có thiết kế đến thì thiết kế nó mới hợp lý. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong, cực kỳ là thoáng, cửa sổ thoáng vĩnh viễn luôn mọi người ạ. Đó. Bởi vì sao ạ? Ở phía dưới tầng 1 em đã chia sẻ với mọi người rồi, có một khoảng lưu không để ở trên này là quý vị có thể lắp đặt điều hòa này, cũng như cửa sổ mở ra thoáng vĩnh viễn. Đó. Phòng ngủ ở phía bên trong cũng thế, rất là rộng. Tầng 2 hiện tại là thiết kế được hai phòng ngủ. Tất cả các cửa phòng đều thiết kế là cửa gỗ, tất cả trong phòng đều được thiết kế trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, giá bán rất là hợp lý. Mọi người xem phần giá bán mà anh để ở dưới phần miêu tả nhé. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Phòng vệ sinh sử dụng rất là chỉn chu, gạch thì ốp 30-60 lên trên tới gần trần này, cũng như là quạt hút mùi ở đây thì vắt khăn dàn, sen cây tắm rất là xịn sò mọi người ạ. Đó. Và lavabo bàn đá này, bồn cầu liền khối. Nói chung là với ngôi nhà này thì hoàn thiện xong hết, chỉn chu, đầy đủ cho quý vị, công năng sử dụng cho mỗi một hộ gia đình theo từng tầng. Mời người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. À, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng như sau. Trên phía tầng 3 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một phòng thờ và một phần sân phơi. Wow. Với cái diện tích mà thiết kế, cái công năng sử dụng, nếu như quý khách hàng nào mà đang có những cái mảnh đất diện tích 40-43m mà chưa biết thiết kế sao cho cái công năng sử dụng nó hợp lý, nó hài hòa thì mọi người có thể tham khảo video này. Bởi vì với cái diện tích 43m² thiết kế cho ngôi nhà vẫn được 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi riêng biệt, rất chi là hợp lý. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3. Này, đây mọi người ạ, đó, review chi tiết cụ thể, chu đáo cho mọi người để mọi người có thể cảm thấy ưng ý thì mọi người mới đi xem. Trên tầng 3 thiết kế rất là thoáng, cửa sổ trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang như em đã chia sẻ từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế tay vịn là gỗ. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà, hợp lý đúng không ạ? Đây. Và phần còn lại sân phơi nhỏ nhắn nhưng mà đáp ứng đầy đủ công năng. Đây là phần để máy giặt, nằm ở trong khu dân cư đông đúc mọi người nhé, gần với lại bãi gửi xe ngày đêm, xung quanh nhà văn hóa, chợ, trường, phường trạm, tiện ích dân sinh, rất là hợp lý. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình, Ngọc Ánh 0983 013403 hoặc
0888 041 444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.